Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối cái khóa này với app điện thoại. Đầu tiên mọi người vào app TTLock, đăng nhập vào trên app. Thì khi mà chưa kết nối gì thì sẽ có cái dấu cộng ở đây. Hoặc nếu mà mọi người đã có kết nối khóa rồi thì mọi người sẽ bấm vào bên này để thêm khóa. Thì mọi người bấm vào chữ thêm khóa. Lưu ý là mọi người sẽ phải bật Bluetooth lên để kết nối nha. Rồi mình chọn vào một khóa cửa. Rồi lúc này trên app nó sẽ yêu cầu mọi người là chạm cho bàn phím sáng lên và mọi người bấm tiếp theo thì nó sẽ hiện ra cái mã của khóa. Mọi người bấm vào dấu cộng để kết nối. Rồi sau khi kết nối thành công thì sẽ hiện ra như thế này. Ở đây mọi người có thể thay đổi cái tên để mà mọi người dễ theo dõi. Rồi mọi người bấm OK. Khóa sau khi kết nối thì sẽ hiển thị màn hình như thế này. Rồi như hiện tại thì cửa như thế này là đang khóa. Để mà điều khiển mở từ xa thì mọi người sẽ bấm ở đây, bấm một lần như vậy. Đó. Thì chốt lúc này sẽ mở ra. Rồi trong trường hợp nếu mọi người muốn khóa từ xa thì mọi người sẽ nhấn giữ. Thì lúc này khóa sẽ bung chốt ra thêm một lần nữa.